Xem tuổi chồng 1996, vợ 2005 có hợp nhau không? Luận giải tuổi vợ chồng hợp nhau không cùng với Tử Vi Việt Nam. Các thông tin luận giải dưới đây hy vọng phần nào giúp quý vị có được thông tin mình cần để có cuộc sống hôn nhân viên mãn hơn. Thông tin tuổi chồng 1996, vợ 2005. Về năm sinh, tuổi chồng là 1996, tuổi vợ là 2005. Về mệnh, tuổi chồng là mệnh giảm hạ thủy, tuổi vợ là mệnh chuyển trung thủy. Về cung, tuổi chồng là cung tốn, tuổi vợ là cung khôn. Về niên mệnh năm sinh, tuổi chồng là mộc, tuổi vợ là thổ. Luận giải chồng 1996, vợ 2005 có hợp nhau không? Xét về mệnh, mệnh chồng là dương thủy, mệnh vợ là âm thủy. Tổng điểm là 1/2 là tương hỗ. Không giống như quy luật tương sinh, có thể là sinh nhập hoặc sinh xuất. Tương hỗ trong phong thủy về cơ bản là một mối quan hệ khá tốt, chỉ sự cộng sinh, hai bên cùng có lợi, cùng hỗ trợ nhau để phát triển và lớn mạnh hơn hoặc bổ trợ những điều tốt nhất cho nhau. Có thể thấy rất rõ điều này trong cuộc hội ngộ giữa hai bản mệnh Thủy và Thủy. Xét can chi. Can chi chồng là Bính, can chi vợ là Ất. Tổng điểm là 1/2 là Bình Hòa. Hàm nghĩa của Bình Hòa trong phong thủy được hiểu là cân bằng, không tốt, không xấu, không xung mà cũng không hợp. Vợ chồng có thiên can là Bình Hòa, cụ thể là Bính và Ất. Nhìn chung, cuộc sống không có nhiều đáng ngại hay sóng to gió lớn, bởi tính cách cũng như lối sống và hậu vận đều có sự tương trung, hài hòa và tự chủ. Xét thập nhị địa chi. Địa chi chồng là Tý, địa chi vợ là Dậu. Xét tuổi chồng là Bính Tý. Chuột trong sơn động, người này có tính cách chính trực, cẩn thận tỉ mỉ và biết kính trên nhường dưới, mọi việc đều biết giới hạn. Giản hạ thủy xuất phát là con sóng nhỏ, sau trở nên chạy xiết, nối liền dòng Nam Bắc, đứng đối mặt với cung vị khảm ly. Bính dần hỏa, chứa linh khí tinh túy, sinh vào bốn mùa đều có đức. Nhập quý cách, chủ về người đứng đầu thiên hạ. Phàm là người sinh năm Bính Tý, thường tư chất khoáng đạt, kiến thức sâu rộng. Sinh vào mùa xuân hạ có nhiều thành tích đóng góp, nhất là theo công trình thủy lợi. Xét tuổi vợ là Ất Dậu. Gà gáy sáng, người này có tính tình của bậc quân tử, nhanh nhẹn và giữ lời hứa, thích giao lưu với mọi người. Ghét kẻ tiểu nhân, thích hợp phục vụ trong quân đội, giỏi võ hơn giỏi văn. Tỉnh Tuyền Thủy là suối nước lạnh, thanh khiết, nguồn giải vô tận, đời sống muôn dân. Thủy này sinh ở kim mà xuất ở thủy, cho nên ưa gặp kim là phúc. Tổng điểm là 0/2 là lục phá. Trong tứ trụ luôn hình thành 12 con giáp. Khi kết hợp các cặp Tý và Dậu, Tuất và Mùi, Thân và Tỵ, Ngọ và Mão, Thìn và Sửu, Dần và Hợi, 6 cặp này được gọi là lục phá. Khi kết hợp với nhau, sự tốt đẹp sẽ không bền lâu, màu chóng tàn rã. Bởi lục phá mang ý nghĩa phá hoại, chống phá lẫn nhau, nên không có sự yên ổn. Xét cung phi bát tự. Cung phi chồng là Tốn, cung phi vợ là Khôn. Tổng điểm là 0/2 là ngũ quỷ. Chồng sinh năm 1996, tức cung Tốn Mộc, lấy vợ sinh năm 2005, tức cung Khôn Thổ, mà gặp phải ngũ quỷ thì rất xấu. Ngũ quỷ thuộc sao Liêm Trinh là một sao rất xấu, báo hiệu sự xấu đi của sức khỏe. Trong nhà có nhiều việc xấu vô cớ kéo đến, tiền bạc ra đi bất ngờ, mất tiền oan. Trong nhà có người bệnh nặng phải phẫu thuật, mổ xẻ. Vợ chồng mệt mỏi và phiền muộn, chuyện làm ăn kinh doanh cũng thất bại liên tục. Để hóa giải nên sinh con hợp tuổi với bố mẹ, tam hợp hóa giải tất cả. Trai cùng Tốn lấy gái cùng Khôn, ngũ quỷ hình tượng ám ảnh hoài. Rốt rồi Nam Bắc cũng chia tay, nếu còn vương vấn dày còn cái, cũng phải bôn ba đến xứ ngoài. Sanh cơ khốn đốn, bồn chồn cũng hoài, duyên nợ vốn đã an bài, trùng niên ắt phải đổi thay cuộc tình. Xét ngũ hành cung phi.
ngũ hành cung phi chồng là mộc, ngũ hành cung phi vợ là thổ, tổng điểm là 0/2 là tương khắc. Tương khắc là một trong hai quy luật cơ bản và cốt lõi của ngũ hành. Nó được thể hiện trên nhiều phương diện, nhiều mặt của đời sống. Trong đó, mộc và thổ cũng là một mối quan hệ tương khắc. Hai hành này tương tác và ảnh hưởng qua lại với nhau theo đúng quy luật của ngũ hành tương khắc, tức là giữa chúng có sự áp chế, sát phạt và cản trở sự sinh trưởng, phát triển của nhau. Xét theo cao ly đầu hình. Theo khóa đón số vợ chồng của cao ly đầu hình thì nam dụng can, nữ dụng chi. Theo quẻ bói này, người nam có cát là bính, nếu lấy người nữ có chi là dậu, thì vợ chồng như chim én lạc bầy, buổi đầu yêu thương nhau, nhưng công danh chắc trở, gia cảnh cơ hàn. Không sinh được con trai, vợ chồng buồn phiền và dễ chịu cảnh phân ly, anh em lãnh đạm, phải ăn ở có đạo đức và siêng năng làm việc thiện thì mới khá được. Cảnh hiu quạnh vợ chồng than thở, buổi cơ hàn như lúc xuồng vinh, âu là cũng nợ bà sinh, lúc vinh cơn nhục như hình nam kha. Mạng đã thế ta đành chịu vậy, tình đôi ta trước cũng như sau, yêu nhau phải chịu chua cay cuộc đời. Kết luận, điểm số là 2/10. Điểm số ở mức trung bình cho thấy vợ chồng bạn có mệnh xung khắc, không tương hợp. Trong cuộc sống thường xuyên xung đột với nhau hay gặp bất trắc hoặc trở ngại khó khăn, tài lộc cũng không hưng thịnh nên tìm các phương pháp để hóa giải sự xung khắc. Khi xây nhà hay sinh con nên lựa chọn kỹ càng, tránh xung khắc lại càng thêm xung khắc. Đồng thời, hỗ trợ nhau để cùng phấn đấu, cố gắng sẽ được đền đáp sau này. Tử Vi Việt Nam mến chúc hai bạn có được những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc sống, yêu thương nhiều hơn, bao dung, thứ tha và lắng nghe nhiều hơn. Dù như thế nào thì Tử Vi Việt Nam vẫn ở đây và chờ những lời tâm sự từ hai bạn. Đừng quên để lại lời nhắn của mình ở phần comment phía dưới nhé. Chúc hai bạn có được hạnh phúc viên mãn.